đâu sẽ là mẫu máy lọc nước tạo kiềm quốc dân bán chạy nhất tại thị trường nội địa của Nhật. Một trong các cái mẫu máy lọc nước tạo kiềm được bán chạy nhất tại thị trường Nhật, chúng ta không thể không kể đến đó chính là máy lọc nước tạo kiềm Chimion Hyper. Đây là một mẫu máy lọc nước tạo kiềm có tầm tài chính vừa phải nhưng mà nó sẽ đảm bảo đầy đủ tất cả các nhu cầu sử dụng trong gia đình của chúng ta. Nó có thể lấy đủ các loại nước, cụ thể là có thể lấy 3 loại nước với 7 mức nước khác nhau để phục vụ các cái nhu cầu như là đánh răng, rửa mặt, ăn, uống và ngâm rau củ quả. Mẫu máy này không chỉ được bán chạy tại thị trường nội địa Nhật mà tại thị trường Việt Nam thì khách cũng rất là ưa thích. Ngày hôm nay tôi sẽ cùng các bạn đến nhà chị Thư ở Trần Khát Trân để chúng ta lắp máy cho chị các bạn nhé. Chị Thư là một khách hàng quen tại không Nhật Bù Huy nhiều năm nay rồi. Nhà chị cũng đã dùng rất nhiều đồ nội địa của Nhật tại không Nhật Bù Huy. Và chị cũng đã giới thiệu rất nhiều bạn bè, người thân đến mua hàng Nhật tại không Nhật Bù Huy. Đây là một mẫu máy hút ẩm MISU 10 lít Không chỉ có máy hút ẩm mà nhà chị còn dùng các cái vật dụng khác Ví dụ như là nồi cơm này Bếp từ Và máy rửa bát Chị đã tìm hiểu về mẫu máy nước tạo kiềm rất lâu rồi Thế nhưng mà thứ nhất là cũng chưa biết được lên lựa chọn mẫu nào Thứ hai nữa là tài chính thì còn hạn hẹp Và đến ngày hôm nay thì chị quyết định là đầu tư cho gia đình nhà mình Một mẫu máy nước tạo kiềm Đó chính là mẫu Chimion Hipper Theo đúng quy trình lắp máy thì trước khi lắp Kỹ thuật kho nhật Bùi Huy sẽ thử cái nguồn nước đầu vào nhà chị hiện tại bây giờ đang dùng một cái máy lọc nước RO ở Việt Nam. Cái máy lọc nước RO này thì chắc là phải trên 90% người tiêu dùng Việt Nam đang dùng rồi. Và tôi sẽ thử cùng với dung dịch để xem nguồn nước đầu vào đang ở cái trạng thái như thế nào. Đây là nguồn nước máy bình thường này. Với nguồn nước máy bình thường ở Việt Nam chúng ta thì nó sẽ có tính kiềm nhẹ một chút. Còn đây là cái nguồn nước ở máy lọc nước RO nhà chị này. Cái máy lọc nước RO nhà chị thì chị mới dùng nên là cái nguồn nước của nó vẫn còn chuẩn. Chứ còn đa số đến 90% các máy lọc nước RO mà chúng ta không thay nõi một cách chuẩn chỉ á, thì nó đều cho ra nước axit. Sau khi lắp máy xong thì kỹ thuật kho nhiệt huy sẽ test lại cái nguồn nước xem máy điện phân có chuẩn hay không. Các bạn nhìn đấy, cái máy nó rất là gọn đúng không ạ? Cái vòi này là vòi kép, chúng ta có thể lấy được cả nước kiềm lẫn nước axit qua một cái vòi này. Nhìn nó rất là gọn gàng đúng không ạ? Cái máy này chúng ta đặt ở vị trí nào cũng được các bạn nhé. Cái vòi cao này là chúng ta sẽ lấy nước kiềm. Và như tôi từng chia sẻ thì cái máy này chúng ta có thể lấy được 3 loại nước với 7 mức nước khác nhau. Loại nước thứ nhất là nước axit. Nước axit thì sẽ có hai mức để chúng ta rửa mặt, đánh răng, làm đẹp da hoặc là chúng ta để vệ sinh nhà cửa. Loại nước thứ hai là nước trung tính để chúng ta uống thuốc tây hoặc là pha sữa cho trẻ nhỏ. Loại nước thứ ba là loại nước kiềm. Nước kiềm thì có 4 mức. Chúng ta sẽ uống ở 3 mức đầu tiên và mức thứ tư thì chúng ta để ngâm rau củ quả nó có thể làm sạch được cái thuốc bảo quản thực vật. Thương hiệu máy lọc nước tạo kiềm Chimion là một thương hiệu mà chúng ta có thể đánh giá là dễ dùng nhất, độ bền cao nhất và chất lượng nước của nó cũng rất là tốt các bạn nhé. Dễ dùng có nghĩa là chúng ta không phải vệ sinh định kỳ như các cái thương hiệu khác vì nó có tính năng tự làm sạch tấm cực. Thế nên là chúng ta dùng năm 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 thì nó vẫn rất là mới mà chúng ta không cần vệ sinh thủ công. Thứ hai nữa là chúng ta lấy kiềm cao chúng ta không cần cho thêm muối. Như vậy thì cái tấm cực của nó sẽ rất là bền. Thứ nhất là dễ dùng, thứ hai là là rất bền. Bên cạnh đó thì các cái chỉ số trong nước ví dụ như chỉ số hydrogen và chỉ số ORP của nó rất là là cao. Chính vì các cái tiêu chí đó thế nên là đây là một cái mẫu máy mà ở thị trường nội địa Nhật họ bán chạy nhất. Như tôi chia sẻ thì nó là một mẫu máy quốc dân. Nếu như các bạn mà đang có người thân học tập hoặc làm việc sinh sống ở bên Nhật, các bạn hỏi về máy nông nước tạo kiềm thì chắc hẳn họ sẽ biết về cái thương hiệu này và có thể họ sẽ biết cái mẫu máy máy nông nước tạo kiềm Hyper này các bạn nhé. Nếu các bạn cần tư vấn thêm về máy nông nước tạo kiềm, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với tôi hoặc đến xem hàng tại kho Nhật Bùi Huy số 15 ngõ 24 đường Hoàng Quốc Việt các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip lần sau.